Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của nhãn hàng Mắc He, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Chúng ta sẽ đến với những cặp đôi để xem ngày hôm nay thì họ sẽ trao đổi với nhau như thế nào, và với cái nhìn đầu tiên họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Em cái người lười, ở dơ. Nữ thì ít ở dơ lắm, không ai dơ đâu. Em thấy phụ nữ bây giờ cũng ở dơ nhiều lắm. Không có hả nhai? Có không? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, xin mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Như Quỳnh, năm nay em 25 tuổi, hiện thì em đang là kiểm nghiệm viên, làm việc tại trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố. Quê của em thì ở Gia Lai và em học tập và sinh sống ở thành phố này thì đến nay cũng được 7 năm rồi. Em kiểm định là kiểm định gì? Dạ, trách nhiệm chính của em là kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y, dư lượng kháng sinh ở trong thực phẩm, trong rau củ quả, trong thịt hoặc thủy hải sản. Cái này giờ quan trọng lắm đó nha. Rồi. Đang trong một điểm nóng về an toàn vệ sinh thực phẩm thì nhiệm vụ của bạn rất là quan trọng. Mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Nguyễn Hữu Lý, 30 tuổi, công tác tại công ty môi trường công nghệ Công Thành. Em làm tại bộ phận tổ chức nhân sự. Em cũng đến từ Gia Lai. Gia Lai luôn. Ồ. Vậy là đồng hương ha, chúc mừng cái đi. Một bạn làm bên môi trường, một bạn là kiểm định về môi trường. Cái này cũng có thể có phù hợp. Bạn nam vào đây lâu chưa? Đôi khi nó xảy ra căng thẳng, mâu thuẫn nha. Dạ, em vào đây được 10 năm rồi ạ. Rồi, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, em nói về điểm mạnh của em trước. Tại điểm yếu mà kể thì hơi nhiều. Em tự nhận thấy mình là một người khá là hòa đồng, ham học hỏi. Về nữ công gia chánh thì nói chung là cái gì em cũng biết một chút chút. Cái gì không biết thì em sẽ học để biết. Rồi, điểm yếu dài dài. Có lẽ điểm yếu lớn nhất mà em tự cảm thấy ở bản thân mình đó là em hơi nóng tính. Thì cái gì mà em cảm thấy không thích hợp, không đồng quan điểm, mình sẽ đấu tranh bảo vệ cái chính kiến của mình. Cho nên thì đôi lúc thì cũng hơi thô lỗ một chút xíu. Thật ra bảo vệ chính kiến của mình thì tốt, để mình lựa lời mình nói sao để mình không mất lòng nhau khi mình vẫn giữ được cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà bạn lý do tại sao bạn lại đến với chương trình ngày hôm nay? Cái môi trường trong công ty em á, thì cũng là các anh chị đã phần lớn đã có gia đình hết rồi. Đi làm xong rồi buổi tối về thì em đang còn học. Em hiện tại em đang học thạc sĩ. Sao học hoài vậy, lấy chồng đi. Dạ tại vì em có tham vọng trong cuộc sống mà chị. Giờ lấy chồng, chồng cũng cho đi học nữa rồi sao? Bắt ở nhà nữ công gia chánh rồi đẻ con nuôi con thì tính sao? Cũng do vậy cho nên là em cũng không tìm được người phù hợp với em từ trước đến giờ đó. Rồi bạn gái giờ đi học hoài rồi bạn trai có cho không? Là ủng hộ anh. Em ủng hộ đúng không? Em chở đi học luôn. Em chở bạn ấy đi học được. Bạn nam thì sao? Tại sao không tự tìm được bạn gái cho mình? Trước đây em cũng ham chơi, cái thứ hai là em cũng khó. Tư tưởng của em thì không bao giờ yêu người trong công ty cả. Ăn chơi gì bạn? Em ham vui á chị, em dành thời gian cho bạn bè thân nhiều hơn. Bạn bè đồng nghiệp đi nhậu nhiều hơn là có một người bạn gái. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chắc là em cũng không nhớ. Trước đây chỉ là những cái mối quan hệ nó bắt đầu tìm hiểu hoặc là đi sâu hơn thì cảm thấy không phù hợp thì thôi. Bạn có một mối tình nào sâu sắc chưa? Hồi cấp 3 em yêu đơn phương thôi. Trời ơi, quen kia tùm lum mà không đâu vô đâu hết vậy trời. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thích thì có thích một hai bạn, nhưng mà những cái bạn mà em thích thì không có thích em, còn những người mà thích em thì em lại cảm thấy không coi như là mới vờn qua vờn lại thôi chứ chưa có mối tình chính thức đúng không? Yeah. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong người bạn trai của em phải là một người chín chắn, có mục tiêu, có hoài bão cho cuộc sống. Điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích nhất là người mà không được mạnh mẽ cho lắm. Thứ hai là em không thích người hay ghen. Bạn trai có ghen không? Em ăn ớt nhiều mà em không có ghen chị ơi. Thiệt không? Chưa có mối tình nào chưa biết ghen hay không đâu. Em tìm cho mình một người phụ nữ thế nào để có thể hợp với mình? Em nghĩ là bạn ấy phải là người sống cũng có nguyên tắc cho bản thân, có những cái mục tiêu của riêng họ, tức họ sống có lý tưởng. Về bạn ấy thì có lẽ là gọn gàng, sạch sẽ. Em không thích người lười, ở dơ. Nữ thì ít ở dơ lắm, không ai dơ đâu. Đàn ông thì có thể ở dơ, phụ nữ không ở dơ đâu, yên tâm đi. Em thấy phụ nữ bây giờ cũng ở dơ nhiều lắm. Không có hả nhai? Có không? Không. Thì ơi, câu này nghe sốc quá. Nói sao nói lại nghe.
Tức là em thấy các bạn nữ ấy, bây giờ đi ra ngoài đường ấy thì các bạn rất chi là đẹp, rất chi là xinh, nhưng mà tuy nhiên ở nhà hoặc là về phòng các bạn ấy thì lại không được như như khi các bạn ra đường. Sao em biết? Trước đây thì em có thuê một căn nhà nguyên căn, em share lại cho các bạn sinh viên để thuê á. Em suốt ngày phải đi sửa cống rồi nước rồi. Đúng rồi, mấy cái đó mình phải sửa chứ, nữ người ta sao ta sửa được. Nữ người ta xài, ta đâu có biết sửa đâu. Không, nhưng mà ý là qua đấy thì em mới nhìn thấy là xả xuống nước cống tùm lum bây giờ. Mấy người nào ở ngoài đường càng đẹp về nhà càng dơ. Dạ. Càng sạch về nhà càng dơ. Đó là em cần này không có nha. Này tôi không, tuy nhiên là nó không phải mặc định cái tư tưởng như thế. Không có đâu. Chị lúc nào ở ngoài đường cũng đẹp nè. Dạ. Lúc nào cũng sạch nè. Tại vì là chị lớn tuổi rồi. Ồ, vậy lớn tuổi không có dơ mà trẻ tuổi là dơ. Ủa, bạn đang khen tôi hay đang chê tôi vậy? Tự chị nghĩ thôi. Hay quá ha. Bạn dơ hay bạn sạch? Em nghĩ em sạch, em gọn gàng. Có tật xấu gì không? Em nhiều. Ví dụ? Em đặc biệt sợ rắn. Em ghét rắn. Rắn vô nhà mới vào. Em không biết nhưng mà em ghét. Còn gì nữa không? Tật xấu gì nữa không? Game online thì em lại không biết chơi. Em chủ yếu biết đào vàng với bắn vịt. Mặt gian dễ sợ. Không hiểu sao. Em thấy bà Mai sao? Nhìn da lắm mà chị. Như nãy em nói hơi già, lớn tuổi rồi. Lớn tuổi, lớn là già chứ còn gì nữa. Cây cao bóng cả mới dài. Để xem coi đàn gái thế nào nha. Wow, chào em. Dạ. À, một nụ cười rất là tươi ha. Anh thấy anh này như thế nào? Sao em thấy anh ham chơi quá à? Không, không ham chơi. Thấy chơi anh vui anh tí anh thôi. Anh đang làm việc, anh làm cái công việc nhân sự là rất là chững chạc nha. Rất là khó tính nữa đó. Ồ, khó tính mà em cũng khó tính nữa, hai người khó tính không biết sao. Không, em không khó tính đâu, nhìn thấy em không khó tính đâu. Nãy giờ em đánh giá qua câu chuyện nãy á, em thấy em ở đây chín chắn không? Dạ có. Có khát vọng không? Dạ có. Có nguyên tắc không? Dạ có luôn. Vậy là được, được rồi. Vậy là ổn rồi. Những lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Sở thích của em là gì? Em có nhiều sở thích nhỏ nhỏ của con gái lắm chị. Thêu thùa may vá, rồi vẽ tranh. Em cũng có học đàn. Sở thích nhỏ nhỏ là gì? Sở thích lớn lớn? Dạ, sở thích lớn lớn thì em rất là thích hoa. Lúc thời gian rảnh thì em cắm hoa để cho tâm hồn mình thoải mái, thư giãn sau khi mà mình học tập căng thẳng như chị. Ngoài ra thì em cũng thích nghiên cứu về mấy cái loại độc dược, hóa chất, những cái nguồn thực phẩm, những cái nguồn thực vật hay là động vật tự nhiên mà nó có các cái chất độc luôn. Để chi? Thứ nhất là mình để mình phòng tránh cho bản thân. Tại em cũng hay thích đi du lịch khám phá. Thế nhiều khi em thấy em vô rừng mà giả sử em bị lạc đường ấy, cái không biết mình ăn cái gì thì sống được hết á. Tự nhiên em ngồi em nghĩ thì em bắt đầu em cảm thấy em ham muốn tìm hiểu về những cái loại thực vật đó, những cái độc chất gì trong đó để mình tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là cái đam mê nghiên cứu của em luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Em đi với các em đồng nghiệp ở công ty. Em đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào em. Chào chị Quỳnh. Hồi nãy chị nói là anh Lý mê chơi, anh không mê chơi đâu chị. Ảnh là về công ty em thì ảnh rất giỏi. Ảnh là luôn kiêm luôn tất cả vị trí trong phòng nhân sự. Ảnh là người quản lý, thậm chí là ảnh còn sắp xếp công việc rất chu đáo. Nhìn ảnh khó tính vậy thôi, nhưng mà ảnh rất dễ tính. Thậm chí mà chửi vô mặt ảnh cũng cười nữa. Anh thấy hai người thế nào? Tính cách hai người? Hợp. Tại vì chị bên đây có chính kiến, anh Lý cũng rất có chính kiến. Nhưng mà chị phải giữ nha. Chị phải chửi vô mặt vậy đó. Ủa mà sao trong công ty nhiều bạn nữ vậy mà sao ảnh ế? Bởi vì nữ đẹp quá nên mới ế đó chị. À, vậy là ý nó ảnh xấu đó, phải không? Đàn gái nói xấu đàn trai quá nha. Chứ sao? Đàn trai người ta ngon lành lắm à. Rồi, cảm ơn bạn. Hôm nay mình có đi với ai theo mình không? Dạ, em có đi cùng với lại trưởng lab của em và một số người đồng nghiệp cũng như bạn thân của em. Em chào chị Quỳnh Linh và anh. Anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường à. À, chào bạn. Em sao chị không sao đâu. Em là trưởng lab của Quỳnh. Tính cách của Quỳnh rất là năng nổ, nhiệt tình và giúp đỡ những cái bạn đồng nghiệp trong cơ quan. Quỳnh rất là khéo tay, văn nghệ thì Quỳnh cũng tham gia rất là tốt. Rồi, cảm ơn hai. Rồi, cảm ơn bạn. Hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ mình kéo màn cho hai bạn gặp nhau. Gặp nhau là cái hát gì nha. Đến là đến. Giấu tài nữa. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Em đang suy nghĩ gì? Thì dạ hả? Em đang nghĩ không biết anh thấy em thì anh thấy sao ạ? Anh nghĩ là ổn. Dạ ổn là ổn, nó có nhiều mức độ, nó là thấp thấp hay nó là trên trên ạ? Anh chưa định nghĩa được, nhưng mà tuy nhiên thì anh cảm thấy vui.
Thứ nhất là em cùng quê. Má anh thì luôn luôn khuyến khích là lấy vợ cùng quê. Sở thích của anh thì trong thời gian rảnh thì anh hay làm gì ạ? Rảnh thì anh thường hay chơi với bạn bè, đi dạng đi bụi, đi phượt nếu dài ngày. Còn không nữa thì ở nhà, dọn nhà, nội trợ. Anh thích ở cuối tuần ở nhà tổng vệ sinh, sau đấy rồi đi siêu thị, rồi mua cái gì đấy, rồi về gọi một hội tới là bắt đầu lại ăn nhậu đập phá. Bình thường anh có hay chơi thể thao không ạ? Hồi đi học thì anh đội nào thì đội đấy thắng, nhưng mà bây giờ thì anh đội nào là đội đấy thua. Vào cái chuyện hẹn hò thế nào, nếu mà quen nhau hẹn hò thế nào? Bạn nữ hát bài trước đi. Em xin hát một đoạn ngắn, coi như là món quà tặng anh nhân lần đầu gặp gỡ. Rồi, cảm ơn. Tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê, ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hơn dần rồi sẽ qua mau, ngày mai bước trên con đường, ánh dương bừng sáng phía chân trời xa. Thôi nói chuyện hẹn hò đi. Nào. Nếu như mà em tiếp tục học lên nữa thì anh có thông cảm cho em không? Cái điều đấy anh nghĩ là anh khuyến khích. Tại vì anh làm trong nghề này thì anh gặp cũng rất nhiều các bạn đi xin việc và cũng hiểu về cái trình độ học vấn và các bạn đi học như thế nào. Rồi, hết thời gian. Nãy hứa là đưa đi học rồi mà, lo gì nữa, hỏi chúng gì nữa. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, xem cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào, có chút rung động xao xuyến nào hay chưa. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy là bạn nữ không bấm nút. Bạn có thể cho biết lý do? Có lẽ là em vẫn hơi ru nên vẫn chưa được thuyết phục lắm. Em nghĩ là vẫn có thể là bạn bè. Và nếu như trong một thời gian nói chuyện với nhau hiểu rõ ràng hơn thì mình có thể sẽ bàn lại đề tài này sau đó. Được. Dạ. Gì cả. Chúc hai bạn sẽ tìm ra được một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Anh ơi, vậy mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh bao nhiêu tiền vậy? Đưa vợ cho hết lương. Có chắc không đó? Chắc chắn luôn, anh sống bây giờ là vì gia đình. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta chưa làm cho đối phương yên tâm về mình. Thôi chấp nhận như vậy, bởi vì không phải cặp đôi nào cũng đồng ý hẹn hò đâu quý vị. Mình thở ra một cái. Hết sức là thiêng liêng chứ không phải lên đây muốn bấm là bấm, muốn không bấm là không bấm đâu. Chúng ta hy vọng là cặp đôi thứ hai sẽ đồng ý hẹn hò quý vị nhé. Nào, Hà Màng. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường với tất cả các anh chị, các anh già đang ngồi trước hình quay. Chào bạn gái bên kia nha. Mời bạn nữ, bạn gái chưa có ra. Thôi, bây giờ bạn gái có mặt rồi đó. Bạn sẽ giới thiệu gì mình cho bạn gái nghe đi. Vâng, chào bạn gái nha. Em là Dũng, năm nay 31 tuổi, quê Thái Bình. Đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty cung ứng răng sứ Diamond. Cung ứng gì? Dạ, răng sứ. Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, ở với ai? Dạ, em ở với hai đứa em. Rồi, bạn nữ, em giới thiệu về mình. Xin chào chương trình. Bạn muốn hẹn hò cùng chị Cát Tường và anh Quyền Ninh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Hải Âu, em mang trong mình hai dòng máu Hải Dương và Hà Giang. Hiện nay em đang sống tại quận 7 ạ. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 4 năm ạ. Em làm công việc gì? À, em làm kế toán bán hàng, em bán trang trí nội thất ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình? Em là một người vui vẻ, dễ hòa đồng với mọi người. Vui đâu, nãy giờ không thấy cười gì hết trơn mà vui gì, thấy mặt là căng chết. Bạn nữa lên như này vui quá à. Vui lên, vui lên. Dạ, dễ rung quá. Rung quá, từ từ, bình tĩnh. Rồi, làm lại. Em dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh và có sở thích là hay tám chuyện à. Ủa, ưu điểm là hay tám chuyện là ưu điểm à hả? Cái đó ưu điểm à hả? Thế cho xem là một ưu điểm ạ. Trời đất. Rồi vậy nhược điểm là cái gì? Em hay nóng tính, em cảm tính và em hay cá tính. Khi em nóng tính thì đôi khi em không có kiềm chế được bản thân. Em tức giận nên là em xả ngay à. Xả là sao? Đánh đấm người ta hay là chửi rủa người ta hay là... Không ạ. Em có thể là tranh luận qua, tranh luận lại. Rồi xong thôi à. Không sao, mức độ đó còn chấp nhận được.
Bạn nam, bạn cảm nhận như thế nào với lời giới thiệu của bạn nữ? Dạ, em thấy bạn ấy khả năng là người nóng tính, nghe giọng nói. Bạn nữ là người Hải Dương đúng không ạ? Đúng rồi. Hải Dương thì rất là có nhiều ấn tượng và có nhiều kỷ niệm với mình. Kỷ niệm gì? Dạ. Đừng có nói quen một cô Hải Dương nha. Dạ chắc vậy ạ. Vậy luôn á hả? Dạ mối tình yêu. Hỏi thăm nhau vài câu phải có nhiều khi đụng hàng. Em ở Hải Dương ở đâu em? Em ở Thanh Miện anh ơi. Anh thì ở Thái Bình ở ngay huyện Quỳnh Phụ ấy, sang Thanh Miện chắc cũng gần thôi. Đi qua cái đoàn Ninh Giang ha. Vậy thì anh em mình cũng cách nhau chỉ khoảng độ 20-30 cây thôi. Cũng gần mà. Dạ gần mà. Từng yêu ai ở Sài Gòn chưa em? Cũng có một mối tình rồi anh ạ. Vậy là em chia tay bao lâu rồi ạ? Cũng được 2 năm rồi anh ơi. Ừ, anh cũng vậy. Anh vào trong Sài Gòn cũng một mối tình và chia tay 2 năm à. Sao hai người giống nhau vậy trời? Vậy thì em đã có ý định lập gia đình chưa? Em cũng có ý định rồi anh ạ. Sự nghiệp anh cũng bây giờ cũng gọi là tạm thời ổn định. Nói chung là chỉ chưa có nhà cửa ở trong này thôi. Còn mọi thứ thì cũng bắt đầu vào đi vào ổn định thì anh cũng muốn lập gia đình rồi. Và nếu như tìm được một người hợp ý mà yêu thương nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh có khó tính không? Anh thì dễ tính lắm. Anh sống thì thoải mái, anh đi cũng nhiều cho nên là anh cũng hiểu được rất là nhiều vùng biển. Tính của anh thì rất là hòa đồng, vui vẻ. Hồi còn đi học thì anh cũng tham gia mọi hoạt động phong trào của trường. Anh là mẫu người tiết kiệm hay là tiêu pha? Tính của anh hơi toán tính cho nên là cái chi tiêu của anh hàng ngày thường thường là nó hơi gọi là thoải mái sông sinh ấy. Sông sinh á? Vâng. Thôi hát tặng bạn gái một bài đi cho nó sơm tụ đi. Rồi em thì lại hơi kém về cái khoản hát. Kệ nó, hát đại đi, đọc thơ gì đó. Em hát là cả căn phòng cười luôn. Kệ nó, cười vui mà. Dạ. Vậy thôi em cũng hát vài câu thôi. Đời anh cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai vẫn chưa thành. Đời tôi cô đơn nên tôi đành đến đây. Tôi mong rằng chương trình hôm nay làm tôi hết cô đơn. Em chào chị Cát Tường, xin chào. Cô đơn hả? Dạ. Cô đơn hoài yêu ai cũng cô đơn đó hả? Vâng, thì thế mới đến chương trình nè. Em mốt yêu đừng hát nữa là hết cô đơn à? Dạ, đó em đến chương trình này là hy vọng em không phải hát nữa. Nhưng mà hát vậy là vui rồi, người ta dạ. Cười quá trời, nó ủng hộ anh mà. Đó, thì em nói rồi mà. Đúng rồi, thôi bây giờ nè, mình đã chuẩn bị gì để tới hôn nhân chưa? Nói chung là đám cưới như mọi người thôi, cũng không để cho bạn gái phải xấu hổ. Với em nói thật là sau này em lấy vợ thì khả năng chắc chắn là em sẽ để vợ quản lý kinh tế. Đấy là điều chắc chắn. Đúng rồi, chứ mình xài hoang phí quá làm sao mà có dư được. Đúng rồi. Nhưng mà nãy em nói cái công việc cụ thể thì chị chưa rõ nha. Dạ, công việc của em là làm bên kinh doanh, cung ứng về răng sứ. Có nghĩa răng giả, chị làm răng giả các nhà khoa thì bên em sẽ sản xuất ra. Mình không thích bạn gái ở cái điểm nào nhất? Em thì thích con mẫu con gái truyền thống nhiều hơn. Em thì không thích bạn gái là ăn chơi đua đòi thôi. Với lại tóc tai lòe loẹt quá, sơn móng chân móng tay. Ví dụ như là bên xanh bên đỏ, màu nọ màu kia. Bản thân mình có cái tật xấu nào hay khuyết điểm nào không? Tính em thì hơi lười giặt quần áo tí, phải mang máy giặt giặt. Bù lại được cái ưu điểm là em là biết nấu ăn. Chăm chỉ việc nhà. Lắm mai mốt nấu ăn cho vợ là được đúng, đúng không? Đúng rồi, em rất thích nấu ăn. Mình chốt lại là tiền bạc có thể là vợ giữ được. Dạ. Nấu ăn cho vợ được đúng rồi, không? Đúng rồi. Có cái gì khó nói ở đây không? Tại sao gì vậy mà là ế? Thực ra cái mối tình đầu của em là người Hải Dương ấy. Gia đình bạn ấy thì không đồng ý. Khi đấy thì cái công việc của em chưa ổn định. Em cũng còn ham chơi. Và bạn ấy cũng đi lấy chồng. Thì đấy là để lại cho em cũng rất là sâu sắc. Là giờ mấy năm chưa? Sau em cũng quên rồi. Không, em thật sự em là quên rồi. Chắc bây nha. Giờ chắc chắn luôn. Và nếu như thật sự em quen bạn gái bây giờ thì em sẽ là yêu thương bạn gái bây giờ và chăm sóc bạn bây giờ. Mà, chứ không phải là sống vì quá khứ. Đúng, chính xác, đồng ý. Được. Yeah. Trưởng phòng kinh doanh nói nghe cho cũng hay nha. Nói hay quá trời luôn á. Ví dụ như có người bạn gái không còn cái răng nào hết, có tài trợ trồng hết răng không? Dạ chắc chắn em làm hết luôn ạ. Có bạn gái nó anh ơi. Anh hôn tôi rồi, trồng mấy cái răng rồi. Được không? Miễn phí hoàn toàn. Và tôi coi thử. Rồi khám răng hả? Ôi chào em, trời ơi dễ thương quá. Còn nhiều cái răng báo cho anh Linh biết kìa. Còn có 2 cái. Nhớ chuẩn bị răng nha. Bạn không thích gì vậy người đàn ông? Em không thích những người đàn ông nó xạo anh ạ. Tào lao nữa. Em không thích những người đàn ông gia trưởng và vung tay quá chán. Chết rồi, cái này có. Không, nhưng mà được cái anh nói là nếu mà lấy vợ thì anh giao tiền cho vợ giữ là được rồi. Anh ơi, vậy mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh bao nhiêu tiền vậy? Đưa vợ cho hết lương. Có chắc không đó? Chắc chắn luôn, anh sống bây giờ là vì gia đình. Anh ơi, anh tuổi con gì anh? Anh Ất Xỉu, tuổi con trâu em. Có coi tuổi nữa hả? Hợp không? Hợp chị ơi.
Em muốn hình mẫu người đàn ông của em như thế nào? Chỉ cần cao hơn em ạ. Ngoại hình thì nhìn cũng phải ok. Tính tình thì thoải mái, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Chắc được. Hôm nay em có đi với người thân nào không? Đi với em ai đi với chị gái và chị rồi. Dâu. Rồi chị nói cảm nghĩ của chị như thế nào về con em thấy này. Anh bên này là được, cũng hợp với lại em gái của em. Tính cách rồi như là người này thì thấy là hợp rồi đó. Dạ. Còn ăn thua là tí nữa màn kéo lên hai người nhìn nhau có ấy không thì đó là việc của hai người thôi. Chị nói là kéo lên được, không được thì kéo xuống thôi. Anh trai em đi với ai? À, em đi với lại sếp của em là cũng người cũng như là người anh hai của em ở trong này ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn Hải Âu. Tôi thấy là Dũng là một người cũng rất là rõ ràng, tính tình thì thoải mái và hoàn thành tốt những công việc. Chỉ có mỗi cái mà mỗi khi đi để tiếp khách ấy, thì tôi không hài lòng cái bởi vì là sếp thì uống rượu kém rồi Linh cũng uống còn kém hơn sếp. Thế sếp thì được có 3 chai thì Linh thì là được khoảng loại 2 chai là bắt đầu là say trước rồi lúc nào. Thực ra thì Dũng nói thế nhưng cũng không phải là người hoang phí, cũng không phải là cái người mà chơi bời. Mà thực ra thì làm về cái vấn đề kinh doanh thì Dũng cũng xác định rõ hơn là về cái vấn đề chỗ nào cần phải chi tiêu và chỗ nào cần không. Chúc cho hai bạn có một sự khởi đầu tốt đẹp. Cảm ơn sếp. Là ổn sếp ha. Dạ, cảm ơn. Bây giờ kéo màn lên đi, cho hai bạn gặp. Kéo màn. Hai phút thôi nha. Nhìn thật kỹ, hỏi những còn gì cần hỏi nhất. Còn gì hỏi luôn nha em. Hai phút ngắn ngủi lắm nha, quyết định nha. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Cảm ơn anh rất vui hôm nay được gặp em. Em hay về quê không? Em có anh ơi. Anh thì Tết anh về. Hy vọng là Tết năm nay anh em mình cùng về ha. Anh ơi, nếu mà khi anh nhậu xong anh có nói nhiều không? Bao nhiêu cuộc nhậu anh chưa bao giờ anh biết say là gì. Bởi vì là anh không uống được và anh luôn biết cách từ chối. Nếu bạn gái nóng tính thì bạn trai làm gì? Em thì được cái em sống rất tình cảm và hòa nhã. Em thì luôn luôn biết cách làm dịu những người khác nếu người khác nóng tính. Ví dụ giờ bạn đang nóng tính thì em sẽ làm gì? Nói chung là anh sẽ không bao giờ cãi tay đôi lại với em mà không bao giờ nóng lại với em. Có chắc không đó? Chắc chắn. Em thích một chút gì đó lãng mạn. Cái đấy thì có thể tạo ra được cho em. Thì anh thích cứ cuối tuần hai đứa đi chợ nấu ăn là. Nhận xét về bạn trai, cảm xúc của mình. Em thấy anh ấy cũng có cái gì đó hay hay. Rồi hết thời gian. Rồi để tay nút bấm đi anh. Đấy. Suy nghĩ nhá, suy nghĩ thật kỹ quyết định. Rất nhiều cặp đôi đã kết hôn với nhau thông qua cái bấm nút đó. Sẵn sàng. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là chúng ta đã có duyên với nhau. Nào hãy nắm tay thật chặt. Cảm nhận thế nào hả em gái? Vẫn còn run anh ạ. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Em cảm ơn anh Kiền Linh. Chúc các bạn sẽ có những không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn, để yêu nhau hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các thương hiệu áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hy vọng rằng ta sẽ nắm tay đi về Thái Bình hoặc là Hải Dương ăn bánh đậu xanh nhé. Bánh cấy với bánh đậu xanh. Bánh cấy bánh đậu xanh. Nào xin mời hai bạn. Có dịp mời anh chị ha. Rồi. Vâng. Nắm tay thật chặt đừng buông ra nhé. Anh chàng rất là chững chạc. Cô bé này cá tính lắm nha. Ừ, trưởng phòng kinh doanh. Hôm nay hỏi gì là cô này hỏi có chắc không? Có chắc không? Có chắc không? 3 lần. Phải tìm hiểu kỹ vậy chứ. Yeah. Phải chắc như vậy chứ. Như vậy là ta đã có một cặp đôi đồng ý và một cặp đôi không đồng ý. Mong rằng cặp đôi đồng ý sẽ tiến tới hôn nhân và cặp đôi chưa đồng ý họ sẽ tìm được nửa yêu thương của nhau. Cảm ơn nhà hàng Má He viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn một khung giờ rất là quen thuộc 22:30 thứ hai và 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và HTV Entertainment. Bây giờ thì Cát Tường và Huyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.